Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lạy chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phổ Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, giờ đây Nhật Tường xin kính giới thiệu đến với quý vị một vị thầy luôn luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường hội Phật Pháp, đó là Thượng tọa Thích Quyền Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con cung thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chào anh Nhật Tường, kính chúc đại chúng có một buổi vấn đáp Phật pháp thật nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy, thầy khỏe. A Di Đà Phật. Lời đầu tiên, Nhật Tường xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an và mỗi lần theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp, quý vị gặt hái được nhiều lời dạy quý báu của Đức Phật để áp dụng trong đời sống tu tập của chúng ta, để đời sống chúng ta càng ngày càng nhiều được lợi lạc và an vui. Kính thưa quý vị, tiêu chí của chương trình luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong thực tại đời sống của chúng ta. Hy vọng qua những đề tài này, đời sống tâm linh chúng ta ngày càng vững mạnh hơn. Hôm nay, chương trình xin kính gửi đến quý vị với chủ đề là đoàn thực ở trong Kinh Tương Ưng Bộ. Hy vọng qua cái chủ đề này ngắn gọn này, một lần nữa ta lại hấp thụ những lời dạy quý báu của Đức Phật trong đời sống thường nhật của chúng ta. Giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thỉnh thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường. Giờ đây xin mời đại chúng ta trở lại với nội dung chính của buổi vấn đáp Phật pháp hôm nay. Với chủ đề đoàn thực, chữ đoàn đây chúng ta hiểu là vo tròn, thực tức là thức ăn vo tròn, ăn theo cách của người Ấn Độ ngày xưa người ta ăn bằng cái thức ăn vo tròn rồi bỏ vào miệng, đây gọi là đoàn thực. Cũng có chỗ người ta gọi là đoạn thực, tức là cái thức ăn khiến cho sự đối khác bị đoạn trừ, cho nên gọi là đoạn thực. Thì thưa quý vị, theo truyền thống ba đời chư Phật cũng như là thánh chúng đệ tử của Ngài, mỗi buổi sáng khi mặt trời đã ló dạng và mặt đất khô ráo, thì Thế Tôn cũng như chúng đại tỳ kheo, tất cả các hàng tăng lữ đều đều đi đến những cái làng mạc để mà khất thực. Thì hôm đó Đức Thế Tôn đang trú tại Magadha, tại một cái làng của người Bà La Môn tên là Bankasala. Ở trong cái không gian này, thưa quý vị, lúc bây giờ tại ngôi làng này người ta có một cái buổi lễ, đó là cái buổi lễ trao đổi vật giữa nam nữ thanh niên. Thì cái lễ này nó giống như là một cái lễ hội người ta đính ước vậy đó. Ở Việt Nam chúng ta có một cái tập tục người ta gọi là, chẳng hạn như tới cái ngày một năm thì nam nữ họ hẹn hò trong một cái lễ hội, và những ngày đó là những ngày mà tha hồ người ta có thể trao đổi những cái vật mang tính lưu niệm, mang tính là cái gì đó mà người ta hẹn ước cho một cuộc tình ở tương lai. Thì những cái truyền thống này nó đã có Ấn Độ từ rất là lâu, và ngày đó thì chúng ta hiểu rằng đó là ngày mà mọi người ta họ sẵn sàng họ trao cho vật này, họ ban tặng việc vật kia, có nghĩa là mỗi người họ sẽ cho một cách thoải mái, hay ai cũng sẵn lòng là xả thí, là bỏ ra. Đây là một điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh. Bởi vì chúng ta không có nhấn mạnh chỗ này, chúng ta sẽ không hiểu cái tính chất vấn đề ở trong cái nội dung này. Thì thưa quý vị, ở trong cái không gian như vậy, ở trong bối cảnh như vậy, trong sự kiện như vậy, mà Đức Thế Tôn lúc bây giờ Ngài ôm bình bát đi vào thành, vào cái làng Bà La Môn này khất thực. Thì thưa quý vị, khi vào trong đó, lúc bây giờ ác ma mới biết rằng là Đức Thế Tôn đi vào ở trong làng này khất thực, cho nên ác ma mới
dùng đủ một cái thần lực của mình để mà xâm nhập vào ở trong tâm tư của mọi người dân tại làng đó. Và ác ma quyết định rằng là không để Sa môn nhận được bất cứ một món đồ ăn nào. Thì thưa quý vị, ở trong kinh này mô tả đó là Đức Thế Tôn đi khất thực với cái bình bát rửa sạch như thế nào thì trở về cái bình bát cũng cũng rửa sạch như vậy đó. Tức là không có bất cứ một cái món vật nhỏ nào được cúng dường vào bình bát của Đức Thế Tôn. Thế rồi Đức Thế Tôn hết giờ khất thực thì Ngài vẫn trở về trú xứ của Ngài. Và lúc bây giờ ác ma mới hiện thân ra và hỏi Đức Thế Tôn này, này Sa Môn, Ngài có nhận được đồ ăn khất thực gì không? Thì lưu thư vị lúc bây giờ Thế Tôn biết rõ điều này, cho nên Thế Tôn mới nói, có phải ông làm cho ta không nhận được đồ ăn khất thực hay hay không? Thì lúc bây giờ ác ma mới nói, vâng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đi vào Bà La Môn một lần thứ hai nữa, tôi sẽ làm để cho Thế Tôn nhận được đồ ăn khất thực. Thưa vị, điều này nó là một cái điều sỉ nhục của ác ma, phải không thưa quý vị? Truyền thống chư Phật quá ngọ không bao giờ ăn nữa. Thì làm gì mà quá ngọ Thế Tôn đã về mà lại còn đi đi khất thực. Thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng là đâu phải vì miếng ăn mà Thế Tôn đi khất thực. Đâu phải vì miếng ăn mà Thế Tôn khất thực. Cho nên ác ma nói rằng là hãy đi lần thứ hai để cho ông dùng cái thần lực của ông khiến cho dân chúng cúng dường. Như vậy thì đây cũng là một cái điều sỉ nhục. Và chúng ta còn thấy rõ cái oai lực của cái thần lực của ác ma không phải là chuyện đơn giản. Ác ma có thể khiến cho cả một cái ngôi làng mà ở trong ngày đó là ngày người ta hoan hỷ sẵn sàng bố thí, sẵn sàng xả thí. Vậy mà người ta không có thí một vật nhỏ nào cho Đức Thế Tôn. Thì đủ thấy rằng á, là ác ma đã che mắt của họ đến mức nào. Và thưa vị, chúng ta thấy Thế Tôn trả lời vấn đề này như thế nào? Ngài nói một cái câu kệ rất là hay. Ác ma làm điều ác để tấn công Như Lai. Này ác ma, vì sao ông có thể nghĩ rằng điều ác ông hại ta sẽ không có kết quả? Đây là một điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm sâu sắc. Chúng ta lưu tâm như thế nào? Chúng tôi thường khuyên với Phật tử rằng khi chúng ta khởi một ý nghĩ lành, nó giúp cho tâm chúng ta trong sáng. Ý nghĩ bất thiện nó khiến cho tâm chúng ta đi vào trong bóng tối, trong hoen ố. Nhưng tác dụng của nó diễn ra thì nó chỉ diễn ra ở trong nội tâm của mình mà không có tác hại tới ai, cũng không đem đến lợi ích cho ai. Cho nên mình có nhiều ý nghĩ mà mình không làm gì cả, cũng không nói gì cả, thì ý nghĩ đó mình chôn vùi trong địa ngục. Ngược lại cũng như vậy, nếu chúng ta có bao nhiêu cái ý nghĩ xấu xa tối tăm đi nữa nhưng mà chúng ta không có thi hành nó và không nói nó thì nó cũng chỉ có tác hại gây là ô nhiễm tâm tư chúng ta mà thôi. Nhưng chúng ta hãy thử nghĩ xem, khi chúng ta nói ra lời, bất cứ lời nói nào nó cũng có sự tác hại, nó có tác dụng. Cái tác dụng của nó, mà tác dụng nó đem đến an vui hạnh phúc hay là tác dụng đem đến khổ đau. Và cũng như thế, việc làm trên thân mạng của chúng ta gọi là thân nghiệp, khi biến thành á, là động tác co duỗi nối nín, những cái động tác như vậy nó sẽ dẫn tới thiện hoặc là bất thiện, nó đều đỡ lại tác dụng của nó. Thế thì thưa vị, cái gì mà tạo ra tác dụng từ thân và miệng, đó chính là thân nghiệp và ngữ nghiệp. Vậy thì thưa vị, ở đây ác ma đã bằng cách nào đó để ngăn cản cái sự xả tâm của chúng sinh trong một cái món ăn nhỏ nhỏ dâng cúng một bậc đại giác. Thì ác ma cũng cũng phải dùng hết sức cái thần lực của mình để mà ngăn cản cái tâm tư của các vị Bà La Môn này. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là dùng cái tâm xấu, tâm ác như vậy đã biến thành hành động thì làm sao nó không có quả báo. Cho nên Thế Tôn mới nói rằng á, là ông có thể nghĩ rằng điều ác ông hại ta sẽ không có kết quả.
Những người không thấu hiểu sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà thưa vị nhé, Thế Tôn không có phải vì vậy mà Ngài ưu phiền. Thế Tôn nói rằng chúng ta sống sung sướng những người không có gì như chư Thiên Quan Âm. Ngài khẳng định rằng Ngài sống sung sướng với những người không có gì. Không có ưu phiền, không khổ đau, không có sầu muộn, không còn, không mất, không bất cứ một thứ gì. Đây là hạnh giải thoát siêu việt của chư Phật mười phương. Chúng ta quá chấp trước ở trong hiện hữu của mình. Cho nên chúng ta thấy một hiện hữu mất đi, tâm chúng ta sẽ sinh ra khổ não. Chúng ta chưa đủ sức sống như là Thế Tôn hoặc là các vị thánh giả. Nhưng chúng ta nhận thức một điều rằng là chúng ta xem tất cả những phương tiện sinh tồn như là một loại phương tiện tồn tại. Không sinh tâm nhiễm ô đắm trước trong đó thì đó cũng là một hình thức mà chúng ta viễn ly. Hễ tâm chúng ta càng sinh ra niệm viễn ly càng mạnh, càng càng vững chãi chừng nào thì chúng ta lại có sự an trú vững chắc chừng đó. Cho nên Thế Tôn mới nói rằng như chư Thiên Quan Âm có hào quang sáng chói lấy hỷ làm đồ ăn. Có khi chúng ta phải sống bằng một cái niệm hỷ, gọi là thiếu dục tri túc, tâm của chúng ta hỷ, tức là hoan hỷ ở trong cái hoàn cảnh như pháp của mình. Như Thế Tôn đâu phải vì miếng ăn bị đói mà Ngài phải quay lại đi khất thực phải không? Chẳng hạn như chúng ta bây giờ chúng ta đói quá mà ác ma nó hiện ra, nó nói với mình như vậy, nó nói mình đi khất thực lần thứ hai đi sẽ được rất nhiều gọi là cam lộ vị chư thiên, có lẽ rằng là chúng ta cũng đi phải không, đói quá giờ sao? Nhưng mà Thế Tôn thì sống theo pháp và Ngài lấy cái gì làm vui, đó là lấy cái hỷ làm vui, nhập vào ở trong cái hỷ lạc đó mà tâm tư tự sung mãn. Và thì ở đây á, chúng ta thấy có rất nhiều bài học về nhân quả. Bất cứ ai đã tạo ra cái nhân xấu là phải chịu cái quả báo của nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta hiểu rằng là ngay cả khi xả tâm cúng dường trao tặng vạn vật với nhau, hòa cáp với nhau, nhưng mà cái tâm không có hướng về Như Lai thì lúc bây giờ ác ma cũng nương theo cái tâm đó mà chặn hết tất cả phước báo lẽ ra mình có được. Còn cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là chúng ta gặp cái hoàn cảnh khốn khó, không đỡ tâm ưu phiền khởi ra mà chúng ta nỗ lực khởi cái tâm hỷ lạc như chư Thiên Quan Âm. Bởi vì vốn chân lý đó là chúng ta không có gì. Khi chúng ta nắm vững điều này thì chúng ta có thể nuôi dưỡng hạnh phúc an vui ở trong cõi lòng của mình. Và đến đó chúng ta biết rằng ác ma đã nhận ra Thế Tôn biết mình, cho nên ông ta biến mất. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Giờ đây mời Nhật Thường quay trở lại với nội dung vấn đáp Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đề đầu kính tri ân thầy đã giảng cho chúng con và khán giả đang theo dõi chương trình vấn đáp Phật pháp trực tiếp qua chủ đề đoàn thực. A Di Đà Phật, giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con thưa chuyện với đại chúng. Di Đà Phật, và kính thưa quý vị, cũng như thường lệ hàng tuần, sau khi giờ mà thầy giảng cho chúng ta nghe về chủ đề của cái kinh đoạn kinh trong kinh Tương Ưng Bộ thì giờ kế tiếp là phần sinh hoạt của chúng ta. Qua cái phần dạy của thầy ở đây, những cái nội dung ở đây hoặc là quý vị có những câu hỏi gì về trong bước đường tâm linh của quý vị, Nhật Tường kính mời quý vị cùng với Nhật Tường chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong buổi vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay. Thường nói là tiểu nghi mà tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ. Quý vị hỏi Nhật Tường học thì quý vị có phước, Nhật Tường cũng có phước theo. Như Đạo Phật, giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị và trong lúc chờ quý vị gọi và đặt câu hỏi thì Nhật Tường xin phép được giao duyên một vài câu hỏi để tạo duyên nha. Có thể câu hỏi nó không được chính xác, mong quý vị quan hệ cho Nhật Tường. Di Đà Phật, kính thưa quý vị cũng như thầy đã dạy chúng ta ba cái điều chính yếu ở trong cái chủ đề này là chủ đề thứ nhất. Thứ nhất là dạy về nhân quả, thứ hai là khi mà chúng ta cúng dường thì phải phát tâm hướng về Như Lai. Nếu mà chúng ta không hướng về Như Lai mà hướng về những cái cảnh giới khác thì ác ma cũng tùy theo đó mà có thể làm khuynh đảo cái tâm của mình, làm ngăn chặn cái duyên của mình. Và cái cuối cùng là khi mà mình gặp những hoàn cảnh khốn khó thì mình hãy phát cái tâm nỗ lực, đừng sanh tâm phiền não. Đó là ba cái bài học mà thầy dạy cho chúng ta. Nhưng mà ở trong đây Nhật Tường lại có thêm một câu hỏi nữa mà không biết quý vị có đồng cảm với Nhật Tường hay không. Khi mà Đức Phật biết được ác ma phá mình như vậy, Ngài vẫn ung dung tự tại tự tốn và dạy cho ác ma nghe, thì nếu mà Phật tử hàng chúng ta mà biết ai phá mình vậy
là mình đã nổi cáo rồi. Thì câu hỏi như Tường đặt ra đây, đây cũng có phải là bài học dạy chúng ta là trong những cái hoàn cảnh nghịch duyên như vậy thì chúng ta vẫn ứng xử theo nhân cách của người tu tập để cho bản thân chúng ta được lợi lạc và không bị phiền não. A Di Đà Phật, chúng con thỉnh thầy. Dạ vâng, xin cảm ơn Nhật Tường. Đúng như vậy, đó cũng là một trong những bài học của chúng ta. Tuy nhiên, để thực hiện được cái bài học như vậy rất là khó khăn, bởi vì tâm chúng ta nó thường hay buông lung theo vọng cảnh, và một khi vọng cảnh đã khởi lên, nó có sức dẫn dắt. Do vậy cho nên chúng ta rất khó giữ. Xin mời các vị đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, cái bồ gì đặt câu hỏi ạ? Dạ, thưa thầy, thưa anh. Thưa thầy, mới giảng về vụ ác ma thầy, thì thường thường theo con, dạ. Chú có thể tắt tivi đi chú ơi. Dạ, thưa xin thầy, chú ăn. Dạ. Thưa thầy, ác ma với thiên ma với ma vương với giả ma thì thầy mới giảng chữ ma, đọc được chữ ma nó kiểu nhất như thế nào ạ? Dạ. Vậy là Phật, cảm ơn chú. Ác ma, thiên ma, ma vương và giả ma khác nhau như thế nào? Vậy là Phật. Dạ. Dạ, xin cảm ơn đạo hữu. Chữ ác ma đây á là một cái chữ chung mà chỉ cho tất cả những cái cảnh giới của thiên ma ba tuần. Thường thường cái tợ ma ba tuần hay là thiên ma ba tuần, những cái loại ma này nó thường hay đi theo quấy nhiễu đạo tràng của Thế Tôn. Còn cái chữ dạ ma đó, chữ dạ ma thiên đó, tức là cái chữ này là cái cõi, là một cõi trời, một cõi trời dạ ma. Cái cõi trời này nó không có ánh sáng mặt trời chiếu tới được, nó vẫn là cái cõi ma nhưng mà mặt trời xa, mặt trời không thể chiếu tới được. Rồi ma vương thì chúng ta hiểu rồi, vương là vua mà, thì cái cảnh giới này là đứng đầu trong cái cõi này gọi là ma vương. Còn ở đây á, chúng ta nên phân biệt là ma hay là gì đi nữa thì cũng là một trong những loại hữu tình. Những loại hữu tình, và hữu tình nào nó cũng có người thiện có kẻ ác. Con người chúng ta cũng vậy, ở trong cõi thiện lành có kiếp người, nhưng mà chúng ta cũng thường nảy sinh ra những cái ý nghĩ sân hận và độc ác. Thì trong cảnh giới của ma cũng vậy, có những loại ma hộ trì Phật pháp, cho nên ma không phải là xấu hết, mà đây là chỉ cho ác ma, là cái loại ma mà chuyên gây hại, gây tổn hại cho phước báo. Thì chúng ta phân biệt điều này là chủ chính. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy. Trở lại cái câu hỏi của con, để con đặt cho nó ngắn gọn hơn, là khi hàng Phật tử chúng con, tại vì con kinh dạy là dạy cho tụi con mà, gặp những cái cảnh chẳng hạn như biết người ta phá mình, nói thì cứ đời là người ta mà chơi mình đó, phải không? Thì mình biết như vậy, mình là người Phật tử, mình ứng xử như thế nào cho nó đúng cách, kính bạch thầy. Đó như vậy. Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường rất là nhiều. Để nói tới một cái thái độ ứng xử đúng cách ấy, theo như kinh điển thì Thế Tôn vẫn dạy chúng ta là tiên trách ký hậu trách bí. Trước tiên phải suy xét lại tất cả thân nghiệp và ngữ nghiệp của mình, sự tồn mình có gây tổn hại đến người khác hay không. Mà chúng ta không có nên vội vàng cho rằng người ta chơi xỏ mình, người ta chơi xấu mình. Bởi vì cứ thấy rằng người ta làm nghịch lại với mình thì nghĩ rằng là họ đã đặt điều chơi xấu mình, hãm hại mình. Điều đó chưa hẳn đâu. Đó là cái điểm thứ nhất. Và khi mà chúng ta xét thấy rằng chúng ta không có gì sai trái trong giáo pháp của Như Lai, phải có một cái nền tảng giáo pháp đó y cứ, chứ không thể nói rằng trái với ý nghĩ của tôi tức là sai. Suy nghĩ như vậy là một điều không thể chấp nhận. Tại sao bây giờ cái ý nghĩ của mình nó phàm phu, và đôi khi chính bản thân của mình lại phủ nhận chính mình nữa cũng có. Bởi vì có khi nào đó chúng ta thấy là mình đã sai, và trước khi mình thấy mình sai thì mình đâu có thấy mình sai. Thành ra lúc đó mình vẫn nói mình đúng mà. Tới khi kết quả nó diễn ra, nó xấu, và chúng ta ngẫm nghĩ lại thì chúng ta thấy mình sai. Khi khi phát hiện ra sai thì lúc đó mình mới thấy được, nhưng trước đó mình thấy mình đúng. Thành ra Thế Tôn mới nói là đừng bao giờ tin vào ý mình trừ khi chúng ta chứng A-la-hán. Chưa chứng A-la-hán thì cái ý của mình nó chưa chuẩn mực. Cho nên phải có y cứ vào trong thánh giáo, kinh tạng một cách là cẩn thận. Thì lúc đó chúng ta mới có sự so sánh và đối chiếu.
Và sau khi thấy mình như pháp, như kinh, như luật, như luận, ở trong đó không tham, không sân, không si, việc làm của chúng ta là như vậy, đã được soi chiếu, suy xét rõ ràng rồi, thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới xét tới cái hành vi của người. Mà hành vi của người thì chúng ta cũng phải xét là động cơ họ làm như vậy đó chi. Họ làm vì tham, vì sân, vì si, hay là họ làm vì để nhắc nhở mình, để góp ý với mình, để sách tấn mình. Những vấn đề như vậy chúng ta cũng phải nên nêu ra để mà suy xét. Đồng là một việc, nhưng có người họ ác thì họ xử sự với mình khác. Còn cái người thiện đôi khi á, là trung ngôn nghịch nhĩ, họ là xử sự khác. Đôi khi họ làm như vậy để cho chúng ta một bài học cảnh giác thì sao? Hoặc là họ muốn cho chúng ta phải trở lại với con đường cân bằng, chứ không có nên là lạm dụng chẳng hạn. Nhưng cũng có trường hợp là người ta vì tham đắm lợi dưỡng của họ mà họ muốn là chiếm đoạt cái lợi dưỡng của mình. Lấy ra lợi dưỡng này là do mình kiếm được, mình tạo ra. Đó. Như vậy thì nói chung là chúng ta phải suy xét. Sau khi chúng ta suy xét cẩn thận như vậy rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ biết nên làm gì. Đây là cái điểm đầu tiên. Nhưng thói thường của chúng ta đó là chưa kịp suy xét đã gì? Đã kết án, đã chỉ trích, đã quy tội chụp mũ. Đó. Và ai nói tới thì nổi gân cổ lên mà tranh luận. Đó là cái điều mà cái nghiệp xấu của chúng ta. Cho nên từ đó mà tâm chúng ta thường hay rơi vào trong vòng não phiền. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm cẩn thận. Nó khó lắm thưa quý vị, nó khó. Tại cuộc sống chúng ta đôi khi phải đối phó với rất nhiều thứ khác nhau mà chúng ta lại không có đủ thời giờ để mà suy xét tương tận từng cái công việc nhỏ. Cho nên á, nhiều khi mình rơi vào những cái trạng thái vỏ đốt sai lầm. Những điều này chúng ta cũng phải cẩn thận. Khi gặp phải sự chỉ trích hoặc là sự gièm pha hoặc là chơi xấu chơi xỏ, tất cả những điều này á, chúng ta cũng phải cẩn thận. Có những trường hợp mà chúng tôi thấy là mình nghĩ là người ta chơi xấu mình, nhưng mà khi mình hỏi họ rõ ràng thì mình nhận ra thì không phải. Nhiều khi họ không có ý nghĩ gì hết. Đó là cái thói quen vô tình của họ thôi. Họ cứ sống một cách vô tư như vậy thôi. Rồi mình cứ suy diễn. Mình suy diễn mà nói nó làm như vậy là họ họ hại mình, hay là họ 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 chơi xỏ với mình, hay là họ hạ nhục mình. Nhưng mà đôi khi không có, không phải như vậy. Và nhất là chúng ta sống ở trong cái nền văn hóa khác biệt. Ở tại Mỹ đây gọi là Hiệp Trung Quốc, nó có nhiều cái suy nghĩ phức tạp lắm. Nhưng mà cho nên dẫu sao đi nữa thì chúng ta cũng nên đối diện với từng việc, cứ mạnh dạn tập đối diện. Và đối diện ở trong sự an ổn thanh tịnh thì chúng ta sẽ thấy rõ chân tướng. Mà khi chúng ta đã thấy rõ rồi thì chúng ta lúc bây giờ mới có sự quả quyết. Còn chưa thấy rõ thì chúng ta cũng nên nên đối diện, nên hối để cho người ta có cơ hội để người ta giải thích. Hoặc là mình cũng có cơ hội để lắng nghe suy nghĩ của họ như thế nào. Và khi mình hối mà họ không có thì mình cứ ghi nhận không có. Giả như họ có nói dối đi nữa thì mình vẫn ghi nhận như vậy. Nhưng mà tin chắc rằng á, lần sau khi gặp phải tình huống như mình, họ phải quan ngại. Họ không dám nữa đâu. Họ quan ngại đó. Mình hối mà. Mình hối là anh có hại mà hại tôi như vậy không? Mình hối như vậy đó. Mình cứ vô tư mình hối như vậy đó. Và lần sau mà anh nói anh không hại thì tôi ghi nhận rằng là anh không hại và tôi cảm ơn anh. Nhưng mà xin lần sau nếu như có gì thì anh nói trực tiếp với tôi, không nên hại tôi. Tôi không có làm gì xấu hết. Như vậy thì mình cũng góp phần chặn đứng vấn đề. Cho nên đôi khi cái sự ngại ngùng của mình á, nó sẽ gây chướng ngại cho mình nữa là khác nữa đấy. Cho nên ở đây để ứng xử một vấn đề nó thuộc về nhiều khía cạnh khác nhau mà chúng ta tùy duyên ứng phó. A Di Đà Phật. Dạ Đạo Phật, chúng con kính cảm ơn Thầy. Dạ Đạo Phật, dạ kính thưa quý vị thấy đề tài này rất là sát thực với đời sống của chúng ta và những gì Thầy mới vừa hướng dẫn chúng ta nó xảy ra trong cuộc sống từng ngày ở nơi gia đình cũng như ở nơi sở là cũng như ở ngoài đời. Và một trong những vấn đề khác cũng thường xảy ra mà hồi nãy Thầy cũng có nhắc tới, nhiều khi chúng ta thiếu suy xét, còn chúng ta nghĩ rằng chúng ta bị chụp mũ hay là bị thị phi. Đôi khi chúng ta bị nặng nhẹ, bị có thể bị người ta dùng những lời mà mạ nhục mình. Thì một là mình đổi lại những cái lời khó nghe lại, hai là mình nhịn, nhưng mà mình nhịn xong thì mình bị trầm cảm. Thì câu hỏi như Tường đặt ra đây là làm thế nào chúng ta phát triển được cái tâm nhẫn nhục khi mình gặp những trường hợp đó mình không bị phiền não. Vậy là Phật, chúng con kính Thầy. A Di Đà Phật, xin cảm ơn Nhật Tường rất là nhiều. Hôm nay tại Bồ Đề Phật Quốc có một buổi học
về đạo tràng Bát Quan Trai. Mà nhân đây chúng tôi muốn nhắc lại cũng là lời giải thích cho câu hỏi Nhật Tường vừa qua. Chúng ta tập an trú thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Chúng ta san sẻ hiểu biết, san sẻ lợi dưỡng và cùng nhau tuân thủ theo những cái giới giới luật mà mình thọ trì để tu học. Đó là sáu cái phương thức khiến cho tâm chúng ta nó sinh ra những cái điều mà gọi là ai cũng kính trọng. Mà ở trong cái khả ái khả kính đó, nó là cái nhân tố khiến cho người ta đoàn tụ, khiến cho người ta có thể ngồi lại được với nhau. Nếu như trong tâm chúng ta mà không có thực tập nổi sáu pháp hòa kính này, chắc chắn ở trong tâm lúc bây giờ nó sẽ chứa đựng bao nhiêu thứ. Đó là sân giận, đó là não hại, đó là ganh tị tật đố, đó là gì, là báo thủ cố chấp. Có rất nhiều sự chướng ngại diễn ra ở trong tâm của chúng ta. Và khi tâm chúng ta đã rơi vào trong cảnh đó rồi thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Nếu như chúng ta không chịu giải quyết cái vấn đề bằng thất diệt chánh pháp, bảy phương pháp giải quyết theo tinh thần của chánh pháp, chúng ta không chịu giải quyết thì chắc chắn nó sẽ rơi vào cái trạng thái tiếp theo, đó là con người chúng ta không còn tử tế nữa. Đó. Và cái ứng xử chúng ta nó trở nên là thô lỗ, tầm thường, không còn tử tế. Mà khi con người đã có cái sự tầm thường, không còn tử tế thì gì? Thì oai nghi, phép tắc, đi đứng nằm ngồi họ trở nên thô tháo. Và cái tính thô tháo này nhé, chúng ta gọi là mất đi chúng học, hay là học chúng pháp bị mất đi. Rồi khi mà cái chúng học pháp mất đi rồi á, thì bắt đầu chúng ta có một số cái nguy cơ lầm lỗi mà chúng ta báo thủ cho rằng á, là tôi không làm hại ai, đó là cái riêng tôi thích như vậy, tôi sống như vậy. Nhưng mà cái ý thức đó nó phát triển lên trong một thời gian thì chúng ta lại có lầm lỗi, mà lầm lỗi đây là đụng tới gì, đụng tới phương tiện sinh tồn, đụng tới gia căn sự nghiệp của mọi người. Và khi mà cái thói quen mà xâm phạm tới gia sản, tiền bạc, nhà cửa, phương tiện người khác một cách tùy tiện mà không có chịu chớ định, không có chịu sám hối thì cái pháp sám hối nó mất theo. Và sám sám hối mất theo thì bắt đầu là mình phạm những cái lỗi lớn hơn. Những lỗi lớn hơn là mình tùy tiện là xâm phạm tới thân thể người khác nữa là khác. Và khi mà những điều như vậy chúng ta đã không tự chế được thì một cái điều lớn nó sẽ xảy ra, đó là sát sanh, đó là tà hạnh, đó là gì, đó là trộm cắp và dối trá, nhất định nó sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta thấy ở trong tâm bình yên thanh tịnh của chúng ta nó bị phá vỡ từng lớp từng lớp từng lớp, cuối cùng phá cái lớp ngoài tới lớp trong, phá dần tới cốt lõi của vấn đề, và chúng ta là tạo ra ác nghiệp ở trong đó không thể cứu chữa. Cho nên những điều này thưa liệu quý vị á, chúng ta thấy rằng là trong ứng xử hàng ngày không có dễ dàng chút nào. Chúng ta cần phải tu tập từ đâu? Đó là thất diệt chánh pháp. À, mà phải chọn được, mà không chọn được là phải cẩn thận. Bởi vì nó sẽ gặp bốn cái môi trường. Môi trường thứ nhất á, đó là cái môi trường mà khi chúng ta tranh luận với nhau. Khi gặp cái môi trường tranh luận á, một vấn đề đúng sai phải trái, lúc bây giờ lòng sân nó nổi lên và sẽ có sự đấu loạn sinh ra. Môi trường thứ hai đó là môi trường mà chúng ta chỉ trích và lên án. À, khi có sự chỉ trích và lên án chắc chắn ở trong đó nó có sự đấu tranh. Môi trường thứ ba là môi trường mà cái lỗi lầm của ai đó ở trong đại chúng gây ra, có một sự sơ sót nào đó, có một cái lỗi lầm nào đó sinh ra, thì lúc đó bắt đầu á, là người ta truy cứu lỗi lầm. À, và từ truy cứu lỗi lầm nó dẫn tới là quy trách nhiệm. Cho nên lúc đó sự đấu đấu kiện gọi là tranh cãi, đấu tranh nó sẽ sinh ra ở trong bốn môi trường đó. À, vậy thì cái gốc rễ của vấn đề là gì? Là từ nội tâm của chúng ta phải không? Và từ môi trường bất thiện như vậy. Thì giờ đây chúng ta có thể khắc phục ở trong tâm mình, tham sân si chưa khắc phục nổi, thân khẩu ý chưa an trú được. Nhưng mà chúng ta có thể khắc phục được môi trường. Chẳng hạn như chúng ta bớt tranh luận đi. Bớt tranh luận đi, tại chúng ta tranh luận thường thường nó sẽ gây ra những điều phức tạp. Mà nhất là ở trong giáo pháp của Như Lai.
Chúng ta thấy rằng trong giáo pháp của Như Lai, chúng ta nhìn với những cái khía cạnh đa thù, đâu có dễ dàng gì mà thấy một cách tổng quát, tiếp cận Phật giáo với những cái lăng kính truyền thống khác biệt. Thì tất nhiên chúng ta sẽ có sự ghi nhận khác biệt, và sự ghi nhận khác biệt đó chúng ta biến nó thành một nguồn tri kiến để chúng ta tranh biện. Thì làm sao mà chúng ta có sự kết thúc ngã ngũ? Cho nên á, tranh luận nó dẫn tới là tranh cãi, là đấu tranh. Thứ hai, chúng ta muốn an vui, muốn đoàn kết mà chúng ta mới mình ra cứ nói cái lời chỉ trích. Chúng ta cứ nghĩ xem có ai mà muốn mình bị chỉ trích đâu. Và chúng ta cứ chỉ trích như vậy thì làm sao mà dẫn tới là đoàn tụ được, tới hạnh phúc được. Rồi cái thứ ba là khi có người có lỗi không có như pháp mà suy xét mà cẩn thận, tùy tiện là kết lỗi người ta, kết án người ta. Rồi thứ tư là gì? Thứ tư đó là quy trách nhiệm. Cái tinh thần quy trách nhiệm, vừa nặng vừa nhẹ, ai chịu trách nhiệm, thì lúc đó bắt đầu nó sinh ra bao nhiêu thứ là né tránh và đấu đấu tranh với nhau. Thì chúng ta muốn đoàn tụ gia đình, ít nhất chúng ta cũng phải viễn ly bốn cái điều này. Còn chúng ta cứ ôm giữ bốn cái điều này, làm sao gia đình mình đoàn tụ được? Trong một chùa cũng tan nát, mà ở trong một cái đoàn thể cũng tan nát, mà ở trong một cái gia đình này cũng tan nát. Nó là vậy đó. Chưa nói những cái pháp gì lớn hơn ha. Chúng ta thấy chánh pháp của Như Lai quá tuyệt diệu. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Chư Đà Phật, và chúng con cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, những gì mà thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta vừa rồi, chúng ta chỉ có thể đạt được trừ khi chúng ta có được đời sống tu tập và thường xuyên học hỏi Phật pháp. Và nói tới học hỏi Phật pháp thì Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc luôn luôn là nơi mở rộng để đón nhận tất cả những Phật tử ai có lòng khao khát tìm hiểu giáo pháp của Như Lai. Tại khi chúng ta học hỏi được và chúng ta ứng xử trong cái hoàn cảnh đúng, thì kể cả những người ở ngoài đời mà không phải đạo Phật, người ta thấy được như vậy, người ta sanh lòng cảm kích, và khi sanh lòng cảm kích về đạo Phật thì bản thân mình cũng có phước. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, và kính bạch thầy, kế tiếp mà cái câu hồi nãy thầy dạy vừa rồi, đây là dạy về vấn đề nhân quả. Thì ở câu mà khi mà Đức Phật nói với ngài Ác Ma là Ác ma làm điều ác để tấn công Như Lai. Này ác ma, vì sao ông có thể nghĩ rằng điều ác ông hại ta sẽ không có kết quả? Đây có phải nói là điều ác không hại ta sẽ không đưa đến kết quả xấu phải không thầy? Khi mà hỏi sẽ không có Mình kết không nên mình không nên hiểu theo cách đó. Mình nói đây là một cách hối để người ta tự biết kết quả. Ví dụ như bây giờ anh Nhật Tường làm một cái điều xấu hại thầy, thì thầy sẽ hỏi rằng á là vì sao, chẳng hạn như ta nói rằng á là vì sao anh có thể nghĩ rằng là anh làm như vậy mà anh không có gì, anh làm điều hại thầy mà anh không có cái kết quả xấu. Cho nên đó là một kết nối. Ở đây thực ra nó là một cách dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ngài chọn cách dịch như vậy, và chúng ta lấy cái vấn đề nhân quả làm trọng. Hễ chúng ta tạo ra một cái điều xấu cho ai, vì sao chúng ta lại không có nghĩ rằng là nó không có quả báo? Một khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta tạo cái nhân xấu sẽ gây tổn hại cho người khác và quả báo nhất định nó sẽ trở về với chúng ta, thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là ngừng lại tạo ác, ngừng lại những cái điều xấu mà làm hại người khác. Và đôi mắt chúng ta lúc bây giờ sẽ nhìn sự việc ứng xử một cách công bằng, sẽ nhìn với một cái đôi mắt trí tuệ, và chúng ta nhìn mọi diễn biến nó có tinh thần hết sức là khách quan. Đó là điều mà chúng ta nên học hỏi trong kinh tạng. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị rất nhiều. Di Đà Phật và kính bạch thầy, trong cái thời giảng hồi nãy thầy có dạy rằng là khi chúng ta khởi lên cái ý nghĩ lành thì tâm chúng ta trong sáng, khi chúng ta khởi lên ý nghĩ bất thiện thì tự nhiên là tâm mình đi vào cái sự đen tối mà chưa hại ai hết. Cho nên khi mà mình khởi lên cái ý này, nên phát lồ sám hối để cho những cái điều này không xảy ra trong tương lai. Con thỉnh ý thầy. Kính thưa đại chúng, nó có những cái điều mà chúng ta phát lồ là chữ nào chúng ta cũng phải cẩn thận. Tại vì chúng ta cứ nghĩ xem, nếu như mình lá giấy mà mình ghi ra cái ý nghĩa của mình trong một ngày á, thì trong một ngày mà mình không khéo giữ á, thì không không phải là một hai chục lỗi, mà nhiều khi cả hàng vô số lỗi. Đem so với thánh giáo của Như Lai thanh tịnh á, thì cái ý nghĩa của chúng ta đấy, nếu như chưa được tu tập một cách trong sáng, là nó thường nảy ra những cái ý nghĩa là tối tăm, là xấu xa.
Và khi mà nó nghĩ ra những cái ý nghĩ mà tối tăm mà xấu xa như vậy á, mà chúng ta cứ phát lồ sám hối thì ai chịu nổi với mình? Nhưng mình cứ kiếm thầy mình cho con phát lồ sám hối, cứ mới nghĩ ra một cái ý nghĩ xấu cho con phát lồ sám hối thì thôi cứ thầy ngồi thầy nghe tối ngày thì chết luôn. Cho nên cái phát lồ nó cũng phải tùy theo cái pháp. Có những điều mà mình tâm niệm sám hối, nhất là khi mình có một cái ý nghĩ mà chưa đem đến tác hại cho ai, thì mình nên thay đổi cái ý nghĩa của mình là được rồi. Còn khi mà mình gây cái hại cho người, nếu như hại cho một người thì hãy nên sám hối với người đó. Còn nếu như gây hại cho nhiều người thì phải sám hối với nhiều người. Nói chung cái sự sám hối nó phải tương xứng. Đặc biệt là những cái việc làm gây hại cho cộng đồng thì phải sám hối với cộng đồng. Mà cộng đồng, đại diện của cộng đồng tối thiểu là 20 vị trở lên. Mà 20 vị trở lên ai là cái người đủ cái thẩm quyền để mà làm chứng cái này, làm chứng cái tâm phát lồ sám hối này, thì là những vị thanh tịnh. À, phải thấy như vậy nha. Chứ còn mình sám hối với một người mà cái tâm ý của họ không có thanh tịnh á, họ tràn đầy ngã mạn á, thì khi mình sám hối bắt đầu là họ họ chấp vào cái đó và họ sinh tâm kiêu căng. Đôi khi á, họ còn nhục mạ mình nữa là khác, hoặc là họ đem cái lỗi của mình á, họ rao truyền chỗ này chỗ kia và khiến cho nhiều người phiền hà thêm. Đó. Thì lúc đó nó lại có hại cho người đó và cũng có hại cho chính mình. Trong trường hợp đó mình không có được dùng cái người đó vào trong đàn tràng sám hối. À, phải hiểu như vậy. Bởi vì cái người sám hối đơn giản là họ làm cái tấm gương trong sáng để cho người sám kia được đầy đủ công đức. Và xong rồi không bao giờ họ nhắc lại cái lỗi của người đó. Đó mới chính là chân nghĩa của một người giữ giữ trong cái đàn tràng sám hối. Nó có cái phép tắc của nó ha. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật, dạ chúng con kính quan thầy. Dạ kính bạch thầy, quý vị có biết không, Nhật Tường nhiều khi á cũng hơi thắc mắc là trong suốt một cái chủ đề kinh này toàn là ác ma không à? Mà thầy cũng đã từng nhắc Nhật Tường, từng hướng dẫn cho Nhật Tường, từng dạy Nhật Tường, ác ma chỉ là một người trong đây chứ đừng có nghĩ gì khác, người tên là ác ma thôi. Nhưng mà Nhật Tường vẫn khởi lên cái ý nghĩ rằng có phải ác ma đây, kính bạch thầy, có phải ác ma đây là một cái chướng duyên mà coi như đứng về phần lý mà nói, còn Phật là tượng trưng cho cái sự tỉnh giác, ác ma là tượng trưng cho những cái chướng duyên giác ngộ, không phải không thầy? Hay là kính Phật thầy? Xin cảm ơn Nhật Tường. Kính thưa đại chúng, đó là cũng là một cách nghĩ nó không sai. Nhưng ở đây thầy vẫn khuyên là chúng ta phải từ lý từ sự mà đi vào lý. Chúng ta không có nên là cứ luận 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 bàn ở trong cái lý bát nhã trong sáng mà chúng ta coi thường cái sự tướng. Điều này không ổn đâu. Tại sao bây giờ mình nói thế này này, mình nói chẳng hạn như là địa ngục từ đâu mà có? Địa ngục nó có hay không? Mình nói rằng địa ngục nó không. Địa ngục nó không thì cái nơi nào mà dung chứa, cái cảnh giới nào để dung chứa những người cực ác như là Đề Bà Đạt Đa. Hãm hại Phật nhưng như những cái giết cha giết mẹ. Làm sao trên thế gian này có thể là dung chứa nổi một kẻ mà đã giết cái người sinh ra nó. Với cái kẻ mà vong ơn bội nghĩa như vậy thì làm sao mà chúng ta thấy an toàn? Chỉ cần giết một người thôi là cái người đó phải bị chế tài vào một môi trường khác để cho những người khác không có bị ảnh hưởng. Buộc cộng đồng vẫn phải tạo ra nhà tù để giam hãm họ lại. Với ác nghiệp đó muốn thực hiện được đâu phải dễ dàng. Họ phải dùng 6 căn lửa cháy rừng rực và bắt đầu á, cái sân si nó cuồng nộ lên, lúc bây giờ thân căn của nó bắt đầu biến thành hành động. Như vậy thì cái quả báo đó nó in vào trong tâm, cái nhân xấu đó in vào trong tâm, thân hoại mạng chung, chắc chắn phải có một cái cảnh giới tương xứng với cái tâm đó hiện ra để cho chúng sanh kia nhận lấy quả báo. Cái điều đó là bình thường. Và chúng ta biết rằng tất cả vạn vật, vạn pháp nó từ tâm mà biến hiện, đúng không? Từ tâm mà biến hiện thì ai chẳng biết là từ tâm mà biến hiện. Nhưng mà chúng ta giờ đây đang sống trong một cuộc đời là không ăn nó đói bụng, mà làm sao mình nói rằng là sắc bất thị không, không bất thị sắc, cho nên là có cũng như không, không cũng như có thì đâu cần phải ăn, phải không ạ? À,
Cho nên mình giảng, mình nói tất cả đều là không, nhưng mà đụng tới mình nên là có nghe. Cho nên vậy thì làm sao mà mình tu tập được? Thành ra dẫu sao đi nữa, chúng tôi vẫn khuyên các vị là trên mặt sự tướng đàng hoàng, chúng ta thấy rõ một hành động đem đến an vui, hạnh phúc cho hữu tình khác. Đó là phải là hành động thiện. Bởi vì tính chất của thiện nó đem đến an vui và hạnh phúc. Còn tính chất của việc ác nó dẫn tới khổ đau phiền não. À, khi chúng ta suy xét chúng ta thấy rõ như vậy rồi thì chúng ta biết chắc rằng á, là chúng ta tích lũy vô số những điều thiện thì tâm của mình cũng sẽ gì? Hình thành vô số niệm thiện. Mà vô số niệm thiện này tức là chúng ta ở trong thiện thù thắng, mà thiện thù thắng thì vén lệnh tất cả mọi đau khổ, đó chính là Niết Bàn. Tại sao bây giờ Niết Bàn là vén lệnh cái gì? Vén lệnh tất cả mọi nỗi thống khổ. Và khi mỗi nỗi thống khổ không còn nữa thì người đó là Niết Bàn. Vậy thì tích lũy vô số điều thiện đã đạt được cái sự an vui tuyệt đối gọi là thiện thù thắng. Đây có phải là Niết Bàn hay không? Bởi thế cho nên Bồ Tát hành lục ba la mật cứu độ chúng sanh. Tạo ra vô số những điều thiện, điều lành để giúp đỡ. Do vậy cho nên tâm Bồ Tát an trú trong Niết Bàn. Thành ra khi chúng ta nhận ra những điều như vậy rồi á, thì chúng ta tu tập từ sự tướng đi vào trong ly tánh. Phải như vậy. Đầu tiên, chẳng hạn như thế này. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói thế này này. Ngài nói á, ta là một Đức Phật. Bởi vậy cho nên ta không cần phải lạy lễ bất cứ một vị Phật nào. Ta là một Đức Phật. Mà một Đức Phật thì chưa bao giờ lầm lỗi, cho nên ta không cần thiết gì phải thọ giới. Ta là một Đức Phật, mà Đức Phật nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt, cho nên cái việc mà thuyết kinh giảng pháp chỉ là trò lừa bịp chúng sinh. Luận lý như vậy được khẳng định một cách vững chắc rằng á, là ta là Phật và ta đã trở về sống được với cái Phật tâm thanh tịnh đó. Thử hỏi hiện tại đây, chúng ta đã đắc được Phật tâm thanh tịnh hay chưa? Nếu như mình chưa đắc được Phật tâm thanh tịnh thì mình phải lễ Phật, mình phải giữ giới và mình phải tu hành. Chứ không thể nói rằng là theo cái cách nói của tổ như vậy chúng ta cứ làm theo tổ. À, như vậy là mình sẽ hỏng liền. Thành ra chúng ta vẫn phải bắt đầu từ sự tướng mới đi vào trong lý tánh nghe. Chứ đừng có đem lý tánh ra mà minh thuyết một cách đó, là thao thao để rồi phủ nhận hết tất cả sự tướng là không đó. Đã có hiện hữu này đang tồn tại thì phải có thiện có ác, có những chúng sanh đọa trong địa ngục, có những chúng sanh đó, giải thoát thiên trên các cõi trời, an vui các cõi trời, đó là điều tất yếu mà thôi. Đã. Cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chào, chúng con kính cảm ơn thầy. À, kính bạch thầy, chủ đề hôm nay mà kết luận á, thì con nghĩ chắc cũng là không ngoài ba điều mà hồi nãy là thầy đã hướng dẫn. Thứ nhất là nhân quả, thứ hai là cúng dường hướng về Như Lai, thứ ba là gặp hoàn cảnh khốn đốn thì mình cũng nên đừng có sanh tâm phiền não mà phát tâm hoan hỷ. Con thỉnh thầy nhắc lại ba điều đó một lần nữa, tại cái điều này rất là hay, và nhất là về cúng dường Như Thưa Lai. quý vị, xin thưa quý vị, thiết nghĩ thầy cũng không không nên nhắc lại cho các vị nghe nó mất thì giờ. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều rằng á, là chúng ta biết là cái điều xấu, nhưng tại sao chúng ta thường hay vấp phải? Đó là điều mà chúng ta cần phải suy xét sâu xa. Và chúng ta làm sao để cho tâm của mình không sinh phiền não, mà ngược lại có thể sinh hoan hỷ. Những vấn đề như vậy chúng ta hãy tự đặt câu hỏi cho chính lòng mình. Làm sao là làm sao? Phải có một cái giải pháp cho vấn đề đó. Chứ không thể nói rằng á là không nên buồn, không nên giận. Ai mà chẳng biết, có ai muốn đâu. Nhưng nó cứ buồn, nó cứ giận, giờ sao đây? Cho nên á, chúng ta phải có giải pháp. Cái giải pháp là gì? Là cái phương thức giúp cho người ta giải thoát. Thế Tôn giảng dạy không bao giờ ngại thiếu giải pháp. Ngài chỉ rõ nguyên nhân, ngài minh thuyết cho chúng ta thấy rõ nguyên nhân và hiểu được cái nguyên nhân sinh ra rồi á, rồi ngài gì, ngài chỉ cho chúng ta con cái trạng thái an vui và con đường thoát khổ. Công thức này rất là rõ ràng. Cảm ơn các vị rất nhiều. Chúng con
Kính cảm ơn thầy đã hướng dẫn cho chúng con trên con đường tu tập. Và kính bạch thầy, giờ đây con nghĩ mình cũng đủ thời gian bước sang chủ đề kế tiếp. Và kính bạch thầy, con xin thưa với thầy là chủ đề kế tiếp con cũng có coi qua, nhưng mà con nghĩ nó hơi ngoài cái sự hiểu biết của con. Giờ đây con chỉ thỉnh thầy giảng để con lắng nghe. A Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường, cảm ơn đại chúng. Chủ đề kế tiếp này nói về một người nông phu. Một người nông phu. Thì nhân duyên Đức Thế Tôn đang ở tại Savatthi. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về vấn đề liên hệ tới Niết Bàn. Ngài khích lệ làm cho tất cả đại chúng hoan hỷ. Và trong khi đại chúng hoan hỷ lắng nghe, tập trung chuyên chú như vậy, thì lúc bấy giờ ác ma không có muốn cho đại chúng chuyên chú tập trung lắng nghe giáo nghĩa liên hệ tới Niết Bàn. Cho nên á, xin lỗi, ác ma bắt đầu mới hiện ra thân hình của một cái người nông phu. Hóa hiện ra một người nông phu, và người nông phu này á là mang trên vai một cái cày lớn, rồi tay cầm một cái cây gậy đâm bò, rồi đầu bù tóc rối, mặc đồ vải gai, chân lấm bùn dơ, đi đến nơi Đức Thế Tôn và nói với Thế Tôn như thế này: Này này Sa Môn, ngài có thấy con bò được không? Thế Tôn nói rằng: Nhưng này ác ma, con bò được đối với ông là gì? Này Sa Môn, mắt của ta, sắc của ta, thức xứ do mắt xúc chạm của ta là của ta. Này Sa Môn, ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta? Chúng ta thấy cái hình ảnh này á rất là lạ kỳ phải chưa? Cho nên ví dụ như chúng ta nhìn vô một người nông phu mà với tay lấm chân bùn trên vai mát vác một cái cày và đi hỏi rằng là ông có thấy con bò được tôi đâu không? Chúng ta cứ nghĩ người này họ không có kiến thức, hoặc là một người nào đó họ họ quá ư là quê mùa phải không? Nhưng mà ở đây á, chúng ta thấy Thế Tôn nhận diện ra được rất rõ ràng bằng tuệ giác siêu việt của ngài, ngài biết đó chính là ác ma hóa hiện chứ không phải là người bình thường. Cho nên á, ngài mới nói rằng là con bò được đối với ông nó có nghĩa gì? Đây cũng là một cái câu hỏi để cho đại chúng cùng lắng nghe chứ không có gì là phiền hà trong lĩnh vực này. Và lúc đó chúng ta thấy ác ma mới nói rằng là mắt là của ta, sắc là của ta, hay là cái nhận thức của con mắt là của ta, hay là nhãn thức là của ta. Và như vậy thì tất cả mọi người làm sao mà đi ra khỏi cái ta được, mà ở trong cái phạm vi cái ta đó thì là gì, là chịu sự chi phối của ác ma, bởi vì ác ma đều thống lĩnh hết tất cả những cảnh giới này. Và ác ma nói rằng tương tự cũng như vậy: Này Sa Môn, tai là của ta, tiếng là của ta, mũi là của ta, hương là của ta, lưỡi là của ta, vị là của ta, thân là của ta, xúc là của ta, ý là của ta, và pháp là của ta. Và tất cả là gì? Tất cả là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cũng vậy, cũng là của ta. Cho nên á, ngài đi đâu mà thoát khỏi ta? Cuộc sống này rõ ràng chúng ta tồn tại không ngoài số căn, số trần và số thức. Căn trần thức là thế giới nội tâm và ngoại cảnh. Nếu như không có căn, không có trần thì làm gì có thức, hay là không có một thì làm gì có hai cái lĩnh vực kia. Cho nên căn trần thức chính là gì, là vũ trụ quan và nhân sinh quan. Như vậy thì thưa quý vị á, chúng ta thấy nếu chúng ta sống ở trong phạm vi đó là chúng ta là nô lệ của ác ma, và do vậy mà ác ma hãnh diện trong lĩnh vực này. Nhưng Thế Tôn lại nói rằng là tất cả những điều đó là những điều mà những vị giải thoát ấy, làm cho nó lắng dịu hết rồi. Con mắt chỉ để phân biệt màu sắc, tai chỉ để nghe âm thanh, và phân biệt được nó mà không có gì, không có sinh cái thức đắm nhiễm. Bởi vậy cho nên á, cái đời sống của vọng thức nó lắng dịu hết thảy. Và những vị đi vào trong niết bàn như cùi hết lửa tắt, làm sao tìm ra dấu vết của họ? Ở trong lĩnh vực đó thì này ác ma,
ngươi có thể tìm ra được ta hay không? Nôm na là như vậy. Và Thế Tôn mới nói một bài kệ như thế này: sự vật được ông nói, cái này không của tôi, và những người đã nói, chúng không phải là tôi. Này ác ma như vậy, ông có biết được chăng? Cho đến ông không thấy con đường của ta đi. Tại vì sao? Bởi vì tất cả những cảnh giới của ác ma đều nằm trong thế giới của hữu ngã. Còn Thế Tôn đi ra khỏi cảnh giới của hữu ngã, đi vào trạng thái vô ngã. Cũng giống như là củi và lửa còn hình hài, hình bóng thì có thể nhận ra. Còn giờ đây, củi và lửa, củi đã hết, lửa đã tắt. Làm sao tìm ra dấu vết của vấn đề nữa? Cho nên, do vậy mà ác ma biết là Thế Tôn đã nhận diện ra và ông đã biến mất. Cho nên vấn đề ở đây chúng ta thấy rằng, hễ mà chúng ta còn sống để cho sáu giác quan chi phối, bởi sáu trần mà sinh ra sự đắm nhiễm trong đó, chúng ta đang là nô lệ của ác ma. Còn ngược lại, chúng ta dùng trí, chúng ta sống bằng trí, chúng ta nhận diện nó, cho nên nó không thể nào thao túng tâm chúng ta được nữa, thì chúng ta giải thoát khỏi ác ma. Đây chính là điều quan trọng mà chúng ta cần phải học hỏi. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật, cho chúng con kính mời thầy. A Di Đà Phật, sau khi nghe thầy hướng dẫn, giờ đây con cũng đã hiểu được chút đỉnh và kính bạch thầy. Khi chúng ta sống sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì sanh sáu thức, tức là chúng ta là nô lệ của ác ma. Nhưng chúng ta dựa theo cái đó chúng ta sống hàng ngày. Như vậy thì để khỏi bị những cái ác ma chi phối như vậy thì chúng cách là chúng ta phải sống như thế nào? Thiền quán tu tập hay là sao, kính bạch thầy? Dạ vâng, kính thưa đại chúng, quán và tu tập thì chúng ta hiểu rằng quán nghĩa là gì? Là dùng trí mà soi xét vấn đề. Còn tu tập là gì? Tức là bỏ đi cái thói quen xấu và tập cái thói quen tốt. Bỏ đi cái thói quen của phàm phu và tập thành phạm hạnh của Như Lai. Đây là tu. Ở trong cuộc sống này, chúng ta bỏ đi bớt một thói quen xấu, chúng ta có cơ hội thành công hơn một một vấn đề. Thì từ đó mà chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải tu tập, nhưng mà tu tập như thế nào và chúng ta dụng tâm thế nào. Thì trên phương diện này chúng tôi có một lời khuyên với đại chúng rằng là tâm duyên vào vô minh mà sinh hành, hay là gì? Hay là tâm duyên vào trí tuệ mà sinh hành. Đó là điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Tại sao? Bởi vì tâm nó duyên vào vô minh mà có hành, hành có thức, thức có danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thú, hữu sanh lão tử, ưu bi khổ não. Còn ngược lại, nếu như tâm mà nó duyên vào trí thì cái hành kia làm sao sinh ra? Cho nên đó, tâm duyên vào trí là chúng ta giác ngộ. Đó là cái điểm quan trọng mà chúng ta y cứ vào thì chúng ta sẽ thành tựu. Mà muốn tâm nó sinh được ở trong trí, duyên vào trí, thì chúng ta thường phải gì? Phải tu tập và quán chiếu. Vì quán chiếu và tu tập là hai cái phương thức căn bản để nó sinh ra trí tuệ. Đó là điều mà tiên quyết chúng ta cần phải làm theo. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật. Dạ. Để câu hỏi kế tiếp mà trước khi chúng ta chấm dứt chương trình cũng như là con thỉnh thầy cho chủ đề kết luận chủ đề tu tập ở đây thì bất cứ mọi hình thức nào chúng ta tu tập như là niệm Phật, thị chú, thọ bát quan trai những cái đó phải không thầy? Dạ Dạ. vâng, thì thưa quý vị, tất cả mọi cái phương thức truyền thống đều là một trong những cái cách mà giúp chúng ta thâu nhiếp được sáu căn. Thành ra tùy mình ở trong truyền thống nào, mình có cảm thọ an trú nhanh chóng trong truyền thống đó thì chúng ta cứ thế mà thực tập. Miễn làm sao tâm chúng ta đạt đến cái chỗ an trú và phát sinh trí tuệ thì đó chính là chánh pháp của Như Lai. Cho nên Thế Tôn không có giới hạn trong lời dạy của Ngài, mà Ngài nói rằng á, bất cứ phương tiện nào giúp chúng ta viễn ly khỏi cái dục mà đến chỗ vô dục thì đó chính là chánh pháp của Như Lai. Hãy ghi nhận như vậy và hành động một cách phóng khoáng để chúng ta thành tựu được kết quả mỹ mãn nhất. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Giờ đây chương trình không còn đủ thời gian chúng tôi hầu chuyện đại chúng hơn nữa. Xin cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Nhật Tường xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc. Xin hẹn quý vị vào thứ năm tuần tới lúc 8 giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy. Xin kính cảm ơn quý vị.
À, gì đó.